Như người thế gian mà ta nghe đạo đi, có người hỏi như Đức Thầy, thầy chồng của con á thầy, khi mỗi lần ổng lễ Phật là ổng bằng quần đùi không thầy, giáo thun. Con xin hỏi thầy, vậy thì ổng có lễ Phật được không thầy? Như Đức nói sao không được, ổng mới biết đạo, ổng chưa tiếp nhận đạo nhiều, ổng thấy mình lễ Phật, ổng lỡ ổng lễ kêu mặn áo chàng ổng thì ổng không lại. Tại vì có những người đàn ông á ngộ lắm, ban đầu họ không cho vợ học Phật đâu, nhưng mà từ từ vợ quyết tâm học Phật họ cho, nhưng từ từ họ cũng hướng về Phật pháp rồi, nhưng họ ngại. Ngại là đó tôi cản bà, bây giờ tôi đi học Phật kỳ quá trời kỳ. Có nhiều ông á là tự nhiên bắt pháp lên ông nghe mình ông, nhưng mà gặp ta kéo tắt đó. Thì mình làm bộ mắt nhắm mắt mở đi, đừng có để ý tới. Còn thí dụ như mình lại vặt mà ổng bận áo thun mà quần đùi cũng ám lại, ông hỏi tôi bận quần đùi áo thun tôi lại được không bà? Nó ừ ông cứ lại đi, ông cứ lại đi, tốt mà. Thì ông lại từ từ nó sanh tâm Phật ra, cái tự tánh Phật ông hiển lộ ra. Lúc đó tự nhiên ông bận quần dài áo chàng ông lại Phật. Làm gì không được. Nó có cái bà này á, bà hỏi như Đức thầy, thầy chồng của con á mỗi lần ông nhậu rồi này kia rồi vậy mà con lễ Phật ông gì ông cùng lễ với con, vậy ông có rượu chè vậy đó ông lễ Phật được không thầy? Những Đức nói được. Tại sao những cái câu này những Đức mà hổm giờ cứ nhắc hoài? Vì nhiều Phật tử người ta hỏi, người ta tu ở nhà mà nhiều người á, bởi vì nói lắm thầy nhiều ma là gì đó, thà chọn một con đường mà đi còn hơn là nhiều con đường. Thấy chưa? Mỗi một người là có cách dạy khác nhau. Nếu cách nào mà mình làm mà thấy được lợi ích thì mình cứ làm đi, còn đi hỏi tùm lum chi cho bị trở ngại, gán chịu. Thấy không? Nó, thì bắt đầu là nói rằng ổng vậy ổng lại là tội, còn hơn là không lại. Làm gì tội hơn ổng lại? Ổng như vậy mà ổng lại giết mà ổng bỏ rượu luôn nó mới hay hết chứ. Còn bây giờ mình không cho ổng lại luôn thì ổng không bao giờ có cơ hội để ổng bỏ rượu. Nên từ nơi đó họ nhậu rồi mà họ còn được lại Phật, điều này vẫn được lợi ích, chứ không đến nỗi mà có tội hơn. Bảo đảm là có phước, chắc chắn quý vị. Nên người ta uống rượu vô mà người ta còn lại Phật còn hơn những người ở trong chùa. Mà ở trong chùa nhiều năm giết rồi nghỉ lễ Phật luôn. Có đó quý vị à, không phải là không có đâu nghe. Có những ngôi chùa mà sáng có khi người ta còn chưa tụng kinh nữa đó. Quý vị ở quê hương quý vị coi có không? Có đó, không tụng kinh luôn đó. Cho quý vị biết đó, mỗi ngày người ta đi vòng. Từ nơi đó mình nên cho người ta cơ hội được một chút. Có cô này cô hỏi thầy ơi, có người nói với con rằng á, con niệm Phật á, mà có khi á, ngay ở ngoài chợ á thầy, con buôn bán rồi ngay cái sạp con á, con để tấm hình Phật. Rồi á, mình mẩy con cũng chưa tắm gì thầy, vì làm quá bận rồi. Con tranh thủ thời gian con lại Phật một chút. Thì có cái vị này nói rằng con mà lại vậy con còn tội nặng hơn, thà con đừng có lại. Con nghe con sợ quá, xong con không dám lại thầy ơi. Những Đức nói vậy là bà chưa có nghe những Đức chia sẻ Phật pháp nhiều, nên bà dễ dao động tâm quá. Cơ thể bà có hôi, Phật cũng không trách bà nữa. Miệng bà có rụng răng hết, Phật cũng không trách nữa. Có những người cái răng người ta dính miếng cơm còn sạch hơn là có những người mà cái hơ từ trong bụng ra nó hôi thối vô cùng. Vậy thì quý vị có những người mà hơ hôi thối, dù quý vị có đánh răng sạch cỡ nào thì nó hôi thối còn hơn dính miếng cơm trong răng. Phật nào mà đi chấp con người ta cái chuyện này chàng? Không có Phật nào mà chấp con người ta cái chuyện này chứ. Chỉ có phàm phu chấp nhất nặng nề mới chấp thôi, chứ không có Phật nào mà chấp gì chứ. Người ta làm cực, người ta buôn bán ngoài chợ mà người ta dành một chút thời gian mà người ta lễ Phật, quý vị nghĩ đi, cái điều này quá quý luôn. Bình thường thôi mình đã chấp nhận rồi, chứ đừng có nói chi là cái chuyện mà kêu người ta đừng có lại Phật. Nên những Đức nói quý vị cứ lại đi, nếu như quý vị mà có tội những Đức chịu cho, còn có phước quý vị hưởng đi.
Có những cái tội mà con người mình nó ác vô cùng mà không chịu sửa đâu. Lỡ mình hại người ác thì là ác mà không sửa đâu, mà cứ đi chỉnh người khác tu tội 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 tội. Nó cái đó là cái trở ngại đó quý vị. Quý vị biết không, có nhiều người cư sĩ người ta siêng tu đến mức đó, mà ở gia đình người ta không được lại Phật ngay bàn thờ, mà chỉ có cái tấm hình Phật ở trên cái tấm lịch, mà người ta dạch cái tấm lịch ra mà ta nhìn tấm hình nó xíu xíu mà ta lại. Vậy mà có những người nói rằng con lại trong cái tấm lịch gì không có được đâu con. Chàng ơi, sao cái gì cũng không được chứ. Vậy thì nó trở ngại hoàn toàn hết quý vị. 100% Phật Pháp sẽ không bao giờ có trở ngại chúng sanh. Mỗi một căn tính đều tu tập được. Giống hệt như giác 10kg thì được 10kg, giác 20kg thì được 20kg, giác 30kg thì được 30kg, giác 50kg thì được 50kg, giác 100kg thì được 100kg. Khi mình giác đến 100kg, mình nhìn cái người giác 10kg, mình lấy 10kg cho người ta giác, chứ không phải là lấy 100kg của mình cho người ta giác. Hiểu không? Phật Pháp nó có thượng trung hạ. Mình học từ từ mình lên bậc thượng, nhưng mình vẫn giữ cái bậc hạ là vì sao? Vì nhiều người hạ căn quá, nên chúng ta lấy bậc hạ để dạy hạ căn. Còn bậc thượng thì cá nhân của mình làm được, mình cứ làm đi. Mình đừng có nên trở ngại bậc hạ. Vì khi mình trở ngại bậc hạ thì mình diệt pháp. Tại vì bậc hạ nhiều quá, mình trở ngại người ta tu không được là mình diệt pháp chứ gì. Cuộc đời bây giờ mà người ta tu được là mừng quá chàng rồi. Mà mình kêu người ta đừng có tu, trở ngại cái này trở ngại kia không tu, vì là mình diệt pháp rồi còn gì. Nó giống như bữa đó mà Nhận Đức nói cái câu chuyện mà nhà 20 tầng mà vậy chỉ kêu là chỉ có được thờ ở trên sân thượng thôi, còn 19 tầng kia không được thờ, tội. Tại vì ở trên đi, ở dưới là Phật. Nhận Đức hỏi quý vị, Nhận Đức ngồi ở đây chia sẻ Phật Pháp, ở trên kia là nhà lầu. Quý vị đi trên đó, đi trên đầu Nhận Đức. Nhận Đức nói con xuống con, thầy giảng Pháp ở đây mà con đi trên, tội con. Vậy thì các cái nhà lầu chi trên đó. Mình ngồi giảng pháp là cái chuyện của mình, ngồi ở đây giảng pháp. Nếu như mà thờ tự Phật mà khó như vậy, vậy Đức Thích Ca Mâu Ni ngày còn khó hơn phàm phu nữa. Vì nghĩ đi, Đức Phật là bậc giác ngộ, có bao giờ trách chúng sanh đâu quý vị. Mỗi một tầng lầu thì cứ thờ Phật thôi, còn người ta nhà trên kia thì người ta phải đi trên kia. Chứ bây giờ nhà người ta trên kia mà kêu người ta đi dưới đây sao được. Ai mà có cái tâm đi trên đầu Phật quý vị, ai mà có cái tâm đi trên đầu của thầy, nhưng mà vì nhà con trên kia thì con mới đi trên kia, thầy chấp quá à. Vậy thì ai mà dám đến chùa thầy tu? Mô Phật. Đó. Nên những đức nói rằng đã là đến đạo Phật thì mỗi người đều được lợi ích. Cũng như đạo Phật cũng như á, là một cơn mưa vậy đó. Cây to thì hưởng theo cây to, cây dừa dừa thì hưởng cây dừa dừa, cây nhỏ thì hưởng theo cây nhỏ, mầm non thì hưởng theo mầm non, đại địa thì hưởng theo đại địa. Mỗi một người đều có được hưởng tùy quý vị. Người nghe Phật Pháp tiếp nhận làm thì được lợi ích theo tiếp nhận làm. Nghe mà không làm thì được cái lợi ích của không làm. Nghe mà không làm là được lợi ích cái gì? Gieo chủng tử. Gieo chủng tử. Quý vị biết rằng có những cái hạt giống nó nằm lẫn lộn ở trong đất sỏi, nhưng mà một ngày hạt giống này nó lại đâm chồi nảy lọc rồi sao? Dù là thời gian nó lâu nhưng nó vẫn đâm chồi nảy lọc. Nên chư đại tổ sư từ bi lắm. Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, người nói cộng chuỗi tặng cho ta đưa cao lên chi à? Để cho người ta nghĩ đây là những người niệm Phật, cái chữ Phật lọt vào chủng tử cho người ta. Nên cái câu chuyện như Đức thường kể, cái ông này trong một cái đời kiếp nào, ổng ở trong rừng, ổng đi đốn củi, cọp dược, ổng leo lên cây, ổng niệm Mô Phật, niệm có một câu thôi. Vậy mà trải qua thời gian rất là lâu xa, khi ổng sinh trong cái đời Đức Thích Ca Mâu Ni, thì ổng đến ổng xin được xuất gia tu hành. Thì đệ tử Đức Phật là bậc A-la-hán, nhìn trước 500 kiếp, lùi 500 kiếp, nhưng ông thời gian còn hơn 500 kiếp. Thì mấy đệ tử nói rằng ông có duyên với Phật Pháp, thôi ông về đi. Lúc đó Đức Phật đi khất thực về, Đức Phật nói có, trước 500 kiếp ông đã có duyên với Phật,
bị con cọp vượt leo lên cây niệm mô Phật. Chỉ có một chữ mô Phật đó thôi. Như vậy mà ông có duyên với Phật Pháp, Đức Thích Ca Mâu Ni xuất gia cho ông, và ông tu hành chứng quả A-la-hán. Đó. Mình học Phật mà mình khó quá quý vị. Khó quá nên không ai đến gần quý vị chứ nha. Những đức nó thiệt chứ. Quý vị nói khó mới độ cho chúng sanh thành Phật chưa chắc. Quý vị nhớ phương tiện á, độ 10 thật chắc độ 1. Vì coi thật chắc có mấy người làm được không? Phương tiện dẫn dắt người ta, dẫn dắt người ta. Thí dụ như cái lớp đạo làm con như Đức mỗi tuần thứ bảy, tại sao mà người ta không có tiếp nhận Phật Pháp gì mà ta lại đến đông dữ vậy? Cái dạng đó đa phần là người ta chưa học Phật đó, vì mà ta đến rất là đông. Nhân Đức á, không có nói gì chuyện học Phật ngày đó, nhưng mà như Đức rủ người ta đến thì Đức nấu ăn cho người ta ăn được không? Bữa bánh cho người ta ăn á. Vậy mà người ta ăn xong người ta quen, người ta lợi vui quá người ta đến. Bây giờ buổi nào như Đức cũng nói Phật Pháp cho người ta nghe, người ta nghe, người ta phái, người ta cười sặc 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 sặc. Thấy chưa? Đó. Còn gặp mà người ta đi đến chùa mình mà cái gì mình cũng lôi ra tội, người ta nói thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Phật. Lúc chưa học Phật thì cái gì cũng không tội, mà từ khi học Phật tới giờ cho nhiều thứ tội quá, thôi nghỉ học Phật luôn. Trở ngại thế, thế thấy chưa? Cho người ta cơ hội đi đến chùa đi, rồi mình rèn ta từ từ, rèn từ từ. Một tấm gương á, bụi phủ vô lượng kiếp, đâu phải một sớm một chiều mà lau sạch được đâu quý vị. Phải lau từ từ, phải lau từ từ, phải cho người ta cơ hội đi. Đó, nên những đức nói rằng quý vị đi đến chùa học Phật á, tự quý vị nhìn nhận. Còn đây là những Phật tử mà đi đến chùa cũng quen quen rồi nè, thì mình đi vô chùa cái gì mình không hiểu mình hỏi quý thầy, không quý thầy chỉ cho. Nhưng thật sự những buổi giảng như Đức, những Đức nói trơn rồi còn gì nữa. Thì giờ vô đây cộng tu á, giao điện thoại cho ban tổ chức, rồi đưa giấy chứng minh, rồi quý thầy mấy chú sắp ở đâu thì ngủ ở đó, rồi tới giờ thì đi tu, tới giờ đi ăn cơm, tới giờ đi ngủ, cứ theo quy tắc vậy thôi. Còn ngoài những thời gian đó quý vị được đi vòng vòng chùa, quý vị chơi đi niệm Phật vòng vòng chùa đồ thoải mái, vui vẻ, an lạc. Nhưng đừng có đi uống cà phê, cà pháo tùm lum tùm la bên ngoài. Mình cứ vòng vòng khu vực trong chùa, giữ quy tắc vậy đó, quý vị tu an lạc liền, chắc chắn vậy luôn. Đừng có giữ chiếc điện thoại lại nghe. Ở đây mà tu 10 ngày đừng có giữ chiếc điện thoại lại nghe. Giữ chiếc điện thoại là mình tu xong mình ra nghe, mình bấm điện thoại. À, ông sao rồi? À, nhà đó sao rồi? Rồi có đưa nhỏ đi học đàng hoàng không? Bằng đêm hôm phá cửa nhà đàng hoàng ấy chưa? Đi quên phá cửa nhà, tôi còn để cây vàng trống á. Sáng nhớ nấu mì thì cho mấy nhỏ nó ăn nghe không? À, lợi nhà mà 5 máng tôi có gỡ số bánh kẹo đặng đó, lỡ lấy. Ừ, nhớ nghe không? Rồi tôi tắt máy coi chừng thầy cũng thấy bắt chết một. Được chưa? Rồi đầu bữa sau đi tu ra hỏi nữa. Vậy thì quý vị đem cái nhà đi vô chùa này luôn rồi. Bao nhiêu năm nó vậy nó đã khổ rồi, bây giờ mà còn làm chuyện này nữa. Vô đây 10 ngày thử buông xuống vạn duyên thử đi. Rồi quý vị sẽ thấy vị tự tại khi bị về rồi nghe phơ phớ. Mà kiểu ngày nào cũng không gọi mà 10 ngày đó, ông chồng ở nhà ông trông chờ từng giây từng phút. Kiểu như là ông ở nhà nấu ăn rồi cũng khó khăn, trông quý vị về từng giây từng phút. Về trong 10 ngày đây vì tích tụ năng lượng đầy đủ, nó an lạc, dễ phơ phớ. Bước về gặp ổng nói em 10 ngày nay em đi anh ở nhà cực quá. Thấy chưa? Lúc đó ổng mới thấy trân quý. Còn cái này mấy bà đi vô đây mấy bà còn cầm hai chiếc điện thoại, đưa một chiếc giữ một chiếc. Cái này quý vị thấy sai không? Sai rồi. Nghe không? Tỷ vị thôi, đưa chiếc giữ một chiếc tỷ vị, nhưng mà quý vị sẽ tu không được an lạc nhiều. Nghe không? Lợi ích nhưng mà nó ít, nó không được nhiều. Hãy thí nghiệm thử đi. Có 10 ngày mình tập buông chót lọt đi quý vị.
để rồi mình rèn biết đâu mai mốt mình đủ duyên mình vô chùa ở luôn thì sao, hiểu không? Đó, còn cái việc mà ở tại gia thì những đức nói vị nghe, quý vị tu á, quý vị rất là tiện lợi, không có gì đâu khó. Đừng có đưa lên quy tắc quá ở trong gia đình, quý vị nó khó lắm. Còn những cái gì mình làm được mình làm, còn chưa làm được từ từ mình sẽ làm được, hiểu không? Thí dụ như năm giới trong nhà Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì bây giờ á, quý vị quỳ trước Phật, bây giờ con quyết tâm đầu tiên là cái giới không sát sanh con tập ăn chay nè, con quỳ trước Phật con phát nguyện con cố gắng con làm được cái giới này nè, thấy không? Xong cố gắng không sát sanh, không trộm cắp, xong tới cái giới không trộm cắp con phát nguyện trước Phật là từ hôm nay của cải của ai rớt con không dám lượm lấy, con không dám tham lam của người ta, con phát nguyện con sẽ cố gắng giữ cái giới không trộm cắp, không lấy của người ta, không nói dối. Tập có nghĩa là từng giới từng giới từng giới đưa lên để làm từ 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 từ, quy trước Phật phát nguyện. Tuy dù quý vị chưa đi quy y nhưng cái này gọi là đại quy y. Vị nhớ trong Phật pháp có khi nó chưa có rõ ràng nhưng quý vị lại được thật chắc, mà được thật chắc thì nó lại được luôn cái hình thức đó quý vị à, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên trong cái cõi đời này thật thật giả giả, giả giả thật thật, có những thứ thật mà nó lại giả, mà có những thứ giả mà nó lại thật. Cuối cùng cái thật nhất là gì? Tâm thiện quý vị là thật nhất. Đúng không? Tâm thiện quý vị là thật nhất đó. Nà, có những người mà nói trên trời dưới đất đó, đọc muôn kinh vạn luận đó, nhưng mà cái muôn kinh vạn luận đọc bao nhiêu trả lại cho Phật hết trơn, không có một chữ nào để áp dụng cho cuộc đời mình. Vậy thì cái việc này quý vị có không có kết quả gì đâu quý vị à. Bây giờ những đức nói tôi không có biết gì nhiều, nhưng mà thật sự cái tâm của tôi, thật sự tôi thương người già. Trước nhất tôi làm được điều là tôi thương người già, nên tôi thương người già nên tôi mới nuôi gần 2000 con người, và tính bao nhiêu cái việc cho chúng sanh ta lợi ích. Dám làm được cái chuyện dù có ai cũng dường nhiệt tình hết mình làm cho người ta, làm lợi ích cho người ta, vì biết rằng mình sanh không mang đến, chết không mang đi, nên mình chân thật mình làm cho người ta. Cái quan trọng là quý vị dám làm hay không, cái này là cái quan trọng nè. Nói là một lẽ mà dám làm hay không mới là quan trọng đó. Nên cái lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm kỳ này, quý vị đi đến đây quý vị 2 ngày có 1000 lại phải re chàng ơi, bây hở 1000 lại mà còn lại được mà, bữa nay mà còn có 3000 lại mà còn lại được mà, bữa nay còn có 1000 lại chàng ơi nó khỏe. Đúng không? Quá khỏe đúng quý vị. Quý vị thấy không, tặng quý vị cái quạt này thấy ý nghĩa chưa? Nên không cầm theo thì nóng gan chịu chứ thôi. Quạt này gọi là quạt gì quý vị biết không? Quạt tự động. Tự động là gì? Tự mình động thì nó quạt. Quạt điện còn có khi cúp điện chúng ta sẽ không dùng được đúng không? Còn quạt này có điện hay không có điện cũng quạt được, và đi đâu cũng cầm theo được, và nhìn cũng đẹp. Mỗi lần buồn buồn nhìn thầy cừ cừ theo. Thấy chưa? Nó có cái nhăn để cho mình nhìn thấy vui quý vị. Và những cái dòng chữ trong đây cũng nhắc quý vị hay nữa nè. Quý vị vui, quý vị buồn đều niệm Phật. Cái câu này hay nè quý vị. Bao nhiêu lời chúc tụng tốt không thể nào đến với người con bất hiếu. Nhớ. Bây giờ bao nhiêu người chúc tụng tốt cỡ nào nhưng mà con người xấu rồi thì không có cái tốt nào đến với quý vị chứ. Nhớ nghe quý vị. Nhân tốt thì quả tốt. Còn bây giờ mình gieo nhân xấu, mình muốn cái điều tốt đến với mình có không? Nên quý vị nhớ trong cái cuộc đời chúng ta nghe quý vị, đa phần ai cũng muốn ăn trái ngọt không à, mà cái trái đắng đến với mình là mình đều phủi cho người ta, thấy không? Cục đường thì tôi, cục muối thì mày, thấy không? Chơi vậy xấu lắm, cũng gọi là ác đó quý vị. Đó, nên trong cái cuộc đời mình nghe quý vị, chúng ta đã nếm quả ngọt thì chắc chắn cũng sẽ nếm quả đắng, mà đã là nếm quả đắng thì chắc chắn thế nào cũng hưởng quả ngọt.
không? Không có bao giờ mà con người ta mà đời đời kiếp kiếp phải khổ hoài. Nếu như quý vị gặp Phật pháp là nhất định quý vị sẽ gieo lại cái nhân thiện. Nên lễ viếng Quan Âm sắp đến á, trong chùa mình á, tất cả những người trẻ nên nhiệt liệt phát tâm. Bà hàng Phật tử đi về chùa phụ được cái gì phụ, nhiệt tình hết lòng phát tâm. Bây giờ càng ngày càng đông gì này, sáng mai đi mua một xe rau vĩ đại. Thấy không? Họ về rất là đông, nấu xiên sò cho ăn luôn. Rau muống xào, cải xào, canh bí, đồ hủ luộc chấm muối tiêu, thèn ô nước xịn gì đâu. Quá xịn sò luôn. Thấy không? Thấy không? Nó ăn chay đó nghe. Nó bữa sau, thấy không? Xào thập cẩm. Thập cẩm là gì? Nhiều loại rau kết hợp lại xào thập cẩm. Thấy không? Món mặn là cái gì? Đậu hũ chiên chấm muối tiêu. Quá xịn sò luôn. Rồi cứ vậy mà làm. Nó ngày mai tôi kêu chở qua mấy chục ký sườn. Đãi sườn luôn nghe. Đãi sườn luôn nghe. Sáng sườn chiên xả, chiều xả chiên sườn. Thấy chưa? Quá xịn mà. Đãi hết mình luôn. Thấy không? Còn trưa thì sườn kho xả. Tại sáng sườn chiên xả, chiều xả chiên sườn, trưa thì sườn kho xả. Đổi lại. Nó ý tại sao mà lễ về mà thầy cho ăn sườn nhiều dữ vậy thầy? Vì chúng ta yếu ớt quá, tâm chúng ta yếu quá, nên chúng ta dễ bị dao động trước cảnh duyên trong cuộc đời. Nên về đây cho bị ăn sườn để cái bộ sườn của mình nó cứng lên. Đúng không? Nó về đây tu tập sao mà cứng cỏi mạnh mẽ, về gặp những cái sự khổ đau trong cuộc đời vượt quá. Vượt quá, vượt quá. Thấy không? Ừ. À, thấy chưa? Cái công quả quy hoạch gì là mát chung nè quý vị. Thấy không? Nè. Lúc mà chúng ta nóng gì nghe quý vị mà vui lên đó nghe, tự nhiên mồ hôi bị đổ ra lạnh ngắt. Vì yên tâm đi, mồ hôi nó đổ ra ướt mình thì đừng có lo. Một chút nó khô ráo là thôi, nó mát đừng có nói. Ừ. Dịnh vô, trời ơi mát lạnh người ta. Hiểu không? Nên á, ngồi nghe chia sẻ Phật pháp nghe nóng gì nghe không, cầm cái quạt nghe, quạt gì nè, cái mặt cái gì nè. Nào là không thấy nóng. Còn cái kiểu mà thời tiết nóng mà cái gương mặt. Kiểu này là thua luôn. Hô những đức mà vậu cái đó nó ghê lắm quý vị. Còn mấy bà mớm thì còn mấy người hô thì nên từ đó quý vị biết rằng cái quan trọng là chọc người ta cười được đó quý vị. Nghe không? Bây giờ chúng ta cười lên cái coi nào. Cười lớn lên cái coi, cười gì mà nhỏ dữ vậy. Hiểu không? Một nụ cười một người tan thuốc bổ kia quý vị. Bắt đầu chúng ta đồng tâm cười nè. Ha ha ha. Thấy chưa? Hết nóng liền thấy không? Không như đứa ngồi đây cũng đổ hôi ướt mắt luôn vậy đó. Nhưng quý vị biết á, cái nhà văn hóa đây nè mà bắt quạt lên nói chuyện vì không nghe được. Mà bây giờ ngồi đây mà bây giờ không nghe được thì ngồi làm gì? Đúng không? Thà chúng ta chấp nhận chịu nóng một chút mà câu nào còn nghe được câu nấy. Ủa, nói chuyện gì quý vị nghe không quý vị? Đó, đó. Vậy mà bắt quạt lên rầm rầm không nghe đó, nó ồn. Nó nên bây giờ mỗi người á, mỗi lần đi nghe chia sẻ Phật pháp cầm theo cái quạt nghe. Lúc nào đi nghe chia sẻ Phật pháp cầm theo cái quạt, đưa lên thử coi, cao lên. Ồ, đó, quá đẹp luôn mà. Nó sau này mấy thầy mấy chú đồ cầm theo, ai chưa có quạt thì tặng. Ở đây có ai chưa có quạt đưa tay lên cho ta. À, mấy ông đây chưa có quạt. Được rồi. Thứ ba đi qua chùa mới,
nghe chia sẻ Phật pháp đem quạt qua tặng mấy ông đủ hết luôn. Ai chưa có thứ ba ghé nghe, tặng hết. Ờ thứ hai chú nó lột, thứ hai bên đầu chàng ba nghe. Nên bây giờ mỗi bên chùa nè, trong cái thời gian này mà những phái đoàn ở xa đến đó mấy cô, thì mấy cô coi tính toán nấu ăn cái gì coi đặc biệt chút đãi cho quý vị đi. Còn những cái ngày mà lễ Diệu Âm thì quá đông mà chung chung thôi, thấy không? Còn mấy ngày này thì thôi bánh xèo, bánh ú, bánh gì đó làm đi, thấy không? Nhiệt tình mà nó, mình nhiệt tình mình lo cho người ta đi quý vị. Bây giờ còn ít người á, chưa đông nhiều mấy á, coi nấu đồ ăn gì tính đi, cô Thanh bên đây, cô Châu bên kia nấu xịn sò, đồ ngủ có thiếu. Đến từ nơi đó mà ông, cái quan trọng quý vị ơi, về đây mà quý vị mà vui là điều đó hạnh phúc nhất nha quý vị. Vui là hạnh phúc nhất. Không mà chùa mình công nhận năm nay thấy cái mồi các cụ mình đi nhiều nghe. Bên hộ pháp mới hồi trưa 1 giờ mà một bà cụ đi. Ngày mai thì bên đây một bà cụ đưa đến đài quá tán. Rồi xong á là bắt đầu là ngày mai đưa đài quá tán. Thì ngày mốt phải không? Ngày mốt là bắt đầu bên hộ pháp đưa bà đi nữa. Liên tục luôn, tại vì sao? 70-80 tuổi không mà không đi chứ ở đây làm gì? Thì coi. Các cụ ơi, mình sống ở đây mình vui, còn khi mà mình ra đi thì về với Phật nghe các cụ. Ai ở đây muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Quyết tâm đời này về cực lạc vậy không? Phải quyết tâm mới được nghe. Vô đây cộng tu hay là thường trụ gì, ai cũng quyết tâm phải đời này mình về cực lạc. Thấy không? Chàng ô ngồi đây mà mai mốt mà về cực lạc mà gặp nhau một cái nghe nó mừng, đừng có nói nữa. Gặp là biết liền, gặp là biết liền. Thí dụ như về cực lạc á nghe, dù là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thấy không, thăng tướng y rang với nhau, nhưng mà thí dụ như cái chị bạn này tên bà Mén, mình về cực lạc mình gặp một cái mình nói, ủa chị Mén về đó hả? Thấy chưa? Đó, biết liền. Quý vị ô mà về thế giới cực lạc á, không già không bệnh không chết, đây mới là hạnh phúc. Còn ở đây có thương yêu nhau cỡ nào đi rồi cuối cùng cũng xa lìa nhau, đúng quý vị? Thấy không? Nó nên chúng ta phải về thế giới cực lạc mới được. Nó nên ở đây để qua lại dưới Quan Âm đi, những đứa bắt cái dàn lo này lại nè. Đem mấy cái lo này đi Singapore sửa lại. Mấy cái lo nhỏ nhỏ hồi xưa nó nghe hay hơn đó nghe quý vị, nó nghe rõ hơn nghe. Bắt lo nhỏ lại. Tại vì ở đây âm thanh nó bị vang á, mà nó càng âm thanh nó lớn chừng nào thì nó càng vang chừng nấy. Nhưng mà bữa nay cũng được rồi nè, bữa nay cũng hay phải không? Nó bữa nay cũng nghe cũng rõ nè. Các cụ nghe rõ không các cụ? Bữa thứ ba, bữa thứ hai mà chia sẻ Phật pháp ở bên đậu chàng ba cô Châu, cô mua cho cụ hộp sữa với thêm cái bánh gì đi nghe. Bữa nay mấy cô mua có hộp sữa hả mấy cô? Bữa nay uống đỡ hộp sữa nghe cùng. Nó chắc bữa nay mấy cô mua bánh mà cái tiệm bánh nó hết bánh. Mua bánh mà ra nó tiệm bánh nó hết bánh. Hẹn lại thứ hai đi hai con. Thứ hai đặt cái bánh gì mà dài thòn. Bánh mì chi kem phải không? Bánh này nó ngon, đừng có nói nữa quý vị vô. Nên thấy không? Hỏi kệ, bây giờ ngon dở gì mà nghe ông thầy nói là thấy ngon rồi đó. Nó giống như nhà Đức chia sẻ Phật pháp, từng nào nhà Đức cũng nói nè. Thứ bảy bị về ăn cơm nghe quý vị. Về nhà Đức nấu cái món xịn sò cho ăn nghe. Mấy bà Phật tử bà bình luận bà hỏi,
món gì mà xịn sò dữ với thầy. Nhà Đức nói đồ hủ luộc chấm mua tiêu á. Cái món đồ hủ luộc chấm mua tiêu này làm dễ lắm quý vị ơi, chỉ cần dạy qua một lần là làm được à. Đồ hủ chán, bắt nước lên sôi, bỏ vô luộc, vớt ra, làm chén mua tiêu với rau răm, xong món đồ hủ luộc chấm mua tiêu. À, cái món này ăn mát mẻ lắm nghe. Ai mà nước da ngâm ngâm ăn cái món này trong vòng một năm là tức khắc da trắng như đồ hủ. Đặc biệt lắm, ăn đồ hủ với trắng tươi à. Nó thì coi trong chùa mình đa phần già trẻ và đa phần trắng nhiều, quý vị biết gì sao không? Cái món đồ hủ luộc chấm mua tiêu mà trắng đó. Nó nên từ nó đó quý Phật tử về chùa cho họ ăn đồ hủ luộc chấm mua tiêu 10 ngày đi. Cái đòn gì? Sơn gì? Đòn lạng sơn á. Vô đây mà cho mấy bả ăn đồ hủ luộc chấm mua tiêu 10 ngày thôi. Đi về một cái là chồng gặp một cái là mê. Đó. Quá đẹp luôn. Trời ơi, mà đi về đâu mà đi tu mà về mà còn hơn đi là đi thẩm mỹ viện nữa mà về đâu mà đẹp dữ vậy bà. Bà ăn cái gì mà đẹp dữ nè, ăn đồ hủ luộc cho mua tiêu không đó. Hiểu không? Cái đặc biệt của mình ấy vậy. Vô cái buổi ăn không nói chuyện, rồi xong mình ngồi mình quan hỷ vui vẻ. Ăn xong thì ngồi niệm Phật. Quý vị thấy cái buổi cơm vì ăn tràn ô nó ngon, đừng có nói nữa. Tuyệt vời lắm quý vị ô là quý vị. À, rồi bữa nay thứ năm không? Thứ năm, thứ sáu không? Bữa thứ sáu thì coi bên Đại Tùng Lâm cô Thanh khai trương nấu lẩu bữa đi không? Nấu lẩu đại chúng, đãi đại chúng ăn lẩu đi bây hổm giờ nghe lâu lắm phải không? À, nấu lẩu bữa thứ sáu buổi trưa nghe. À, thứ sáu ngày mai phải không? Buổi trưa ăn rồi mua thêm nước xịn luôn, xịn sò luôn, mua cho mỗi bà già chai bia Sài Gòn đỏ uống luôn, quá xịn luôn cụ. Nói vui vậy thôi, mua cho cái cụ nước bò đá hả? À, bò cụm vậy đó nghe, cụ uống nó nấu nồi lẩu cho đặc biệt. Còn bữa thứ bảy ở bên chùa Đạo Tràng Ba thì mình cộng tu rồi, thấy không? Thì chủ nhật cái gì đó không cộng tu đó, thì mấy cô bên đó cô Châu thì nấu lẩu cho cụ ăn đi, thấy không? Cho cụ ăn lẩu vậy đó, thay đổi một chút để cho Phật tử ở xa khắp nên nơi về chùa mấy cô thay đổi món đồ ăn được, thấy không? Miễn sao mà người ta ăn được, ngủ được, cho người ta thời gian ở trong chùa, người ta thấy nó thoải mái, nó thích. Tu vậy đó, chừng 5-7 ngày ta mới bả ở đây là phải lên ký cho mà thấy. Ồ. Lên ký lắm quý vị ơi. Có cô Phật tử ngoài Hà Nội vô trong chùa mình, qua bên hộ pháp, bả tu 10 ngày bả ở trong chùa. Quý vị biết bả lên bao nhiêu ký không? Nửa ký. Ego mới đói. Tài ô là tài. Còn bao nhiêu năm nay 100 gram nó cũng không lên. Bà này là khó lên dứt luôn rồi đó. 100 gram cũng không lên. Vậy mà con vô chùa quá một tu 10 ngày mà con lên nửa ký. Bà lên nửa ký là quá ít rồi đó. Người ta bình thường gác lên ở 10 ngày là lên mấy ký. Bà lên có nửa ký à. Nó con khó lên ký lắm thầy. Bao nhiêu năm nay 100 gram không lên. Chồng con nuôi con bao nhiêu năm nay mà không lên ký. Vậy mà vô đây thầy nuôi có 10 ngày mà lên nửa ký. Nó chưa. Em biết lên ký là ngay đâu không? Cười nhiều. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe quý vị. Nhớ nghe. Đó. Tu tập xong, ăn cơm xong, đồ đậy kia đi vòng vòng chùa nghe, đi vòng vòng vừa niệm Phật vừa đi nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sao cái đi
đi lỡ cây bông giấy của hòa thượng á, vịnh cái tay vô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hiểu không? Cái đi vòng vòng theo đoạn đường nghe, đi từ tốn thư thải, không vui vẻ hoan hỷ, không có bận tâm nặng nề cái gì. Vừa đi nghe mà vừa niệm Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xong cái nhìn lên cái cây nào mà có con chim hót, con nhìn lên cây mình kêu chim A Di Đà Phật. Thấy không? Nó quay thử đi. Hướng dẫn thì thấy nó lạ lạ vậy đó, nhưng mà quý vị thử đi rồi vị sẽ thấy. Ồ, nó an lạc, đừng có nói nó bị vị. Ồ, đúng không? À, bắt đầu bây giờ là nhiều đoàn khắp nơi nơi bây giờ về đi dự lễ Viếng Quan Âm. Như hồi sáng đoàn Thái Bình được ta đến ta qua hộ pháp. Những đoàn ở xa ta đến sẵn dịp đi, ta ở mười mấy ngày dự lễ Viếng Quan Âm luôn. Bây giờ mỗi điểm chùa chúng ta giờ rất là đông vì cái lượng Phật tử người ta đến trước, nên bây giờ khắp nơi nơi Phật tử mà mình về dự lễ Viếng Quan Âm đó, sẵn mình qua bên Đại Tùng Lâm hoặc qua Đạo Tràng Ba luôn để mình có chỗ ở ổn định quý vị. Sắp xếp đâu vào đó cho ổn định cho mình. Cái chương trình lễ Viếng Quan Âm đợt này chúng ta chuẩn bị, cái phần chuẩn bị cũng xịn sọ lắm đó nha. Nhất là cái chuyến này mà tại Quan Âm Bồ Tát mà mình nhìn ra được cái xăng mà trước bảo tháp. Nãy đi với những quan thấy rằng mấy cái chậu to to đó mà mấy anh em bưng thì cực quá, nên chúng ta sẽ bắt cái nguyên một cái dàn máy chiếu ngay chăng cái đường đi và giữ lại mấy cái chậu bông giấy đó uy thinh, nhưng mà trải mũ ở trong bông giấy đó để lại, tại vì bông giấy đó rất thưa, còn cái vị trí bông giấy nhỏ thì dọn, vị trí bông giấy lớn thì để, kiểu đó mà lại mà vừa nhìn người mà hoa luôn, đúng là thế giới cực lạc. Quá đẹp. Bắt nguyên một dàn máy chiếu ở trên gọi xuống thì nhìn thấy hoành tráng lắm đó nha. Tính ra mà khoảng cỡ 16 cái máy chiếu bao xung quanh, vị trí nào người ta cũng được nghe pháp và được lại Quan Âm chung với mình hết. Nên từ nơi đó mà cái chuyến lễ Viếng Quan Âm kỳ này quý thầy mấy chú đồ chuẩn bị tương đối rất là kỹ. Rồi máy niệm Phật rồi bây giờ bên hộ pháp là sắp xếp đồ này kia vô bọc hết đàng hoàng. Rồi tượng Phật là chở đến tấp nập đưa qua Đạo Tràng Ba để bên đó, để tặng quý vị khi về đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Tượng Phật rất đẹp. Chiến này mà kêu người ta làm tượng Phật mà sao người ta phát tâm người ta vẽ mặt gì đâu mà đẹp gì đâu mà như Phật thiệt. Mình rất là mừng quý vị. Mừng là những việc mình làm cũng Phật gia hộ cũng đủ duyên. Cái đầu đâu vào đó nó gấp hết chứ. Chắc là chùa mình á, từ quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều đồng lòng. Mình ở đây thì giống như một đại gia đình. Cái cuộc sống của mình nó chung với nhau chứ. Nên khi làm cái gì nó thành một đại gia đình, nó đoàn kết. Quý vị biết rằng là một gia đình mà nó thiếu sự đoàn kết là ngay chỗ này nè. Cái gia đình mà thiếu sự đoàn kết là ngay cái chỗ là trong gia đình nó mỗi người, người ta có cái riêng của người ta nên người ta không đoàn kết. Nhưng mà chùa mình dù đông người nhưng mà chúng ta tập trung tập thể hết, nên nó rất là đoàn kết. Cái việc làm cực lực nhiệt tình hết mình. Nên những đức tặng cho quý vị cái quạt này nghĩ là hay. Một là gì? Mỗi lần mà cái gì mà buồn buồn ai quạt hai ba cái cho nó bay phức cho rồi. Một cái nghe. Hai nữa là gì? Quý vị thấy những đức cười thì cười theo. Một nụ cười một 10 tháng thuốc bổ nha.
nó rồi thêm cái nữa là ngồi nghe chia sẻ Phật pháp ở đây, cầm theo cái quạt, mà quạt rất là đẹp gọn quý vị, mà quạt này gọi là nhìn cái quạt giống trái tim đúng quý vị, đó gọi là trao nhau trái chim, thấy chưa? Thấy không? Nên từ nơi đó mà tình thương mến thương, để coi đặt thêm một số lượng quạt để cho Phật tử lễ Viếng Quan Âm về thêm món quà cây quạt, để coi cho người ta làm thêm. Nên hôm nay chúng ta có buổi học tập cùng với đại chúng, đó là cái đề tài trong đạo Phật cấm việc gì quan trọng nhất. A Di Đà Phật. Chắc chắn rằng là cấm chúng ta làm ác là quan trọng nhất. Không có cái gì mà cấm quan trọng bằng làm ác hết. Đúng quý vị? Mà làm ác là cái tâm gì? Lợi mình đi hại người khác, chỉ biết mình không biết ai, là ác đó quý vị. Rất là nhiều người có khi người ta chưa nghe pháp, chưa biết tu, quý vị, người ta nói rằng cuộc sống gia đình người ta tự làm, người ta tự ăn, người ta làm gì người ta ác. Quý vị coi trong cái cuộc đời này một mình sống nổi không? Một nhà mình sống được không? Thí dụ như bây giờ nguyên một cái xóm ai cũng khổ đói, nhưng một nhà mình dư giả, một mình sống đầy đủ, quý vị sống nổi không? Chắc chắn. Coi chừng mình còn chết trước họ nữa, họ đến họ xử lý mình luôn. Nên cái cuộc sống phải chia sẻ với nhau. Niềm vui chúng ta có niềm vui, chúng ta cũng phải biết chia sẻ cho nhau. Mỗi khi ai khổ đau, chúng ta giúp được cái gì, chúng ta chân thật chúng ta giúp. Có những cái mà chúng ta học Phật không nhắm được mục tiêu, cái việc lợi mình hại người là ác nhất. Chỉ biết lợi mình không biết ai hết trơn á, rồi nghĩ những thủ đoạn hại người ta để trục lợi cho mình, quý vị thấy cái này rất là ác á nghe. Thí dụ như những đứa nói rằng là bây giờ mấy anh em mình mà học Phật pháp nghe, chính bản thân những đứa thấy rõ ràng, nếu như chúng ta là người á học lời dạy của Phật nha quý vị, cái cá nhân một mình quý vị khỏi cần lo đi. Nếu như mà ai mà học Phật mà ví dụ như ở một cái chỗ một mình hay là hai người gì đó mà cùng tu tập nghe, mà tụng kinh niệm Phật đồ, lễ Phật đồ nghe quý vị, những đức nói gì cái cá nhân cái cuộc sống mình quý vị khỏi cần phải lo đi, 100% với quý vị luôn, không bao giờ quý vị thiếu, không bao giờ thiếu luôn. Cái đây là những đức nói 100% luôn á, không bao giờ thiếu. Lạ như vậy, đã nói là tu hành xuất gia mà dù ở một mình hai người mà chịu mà lo tu đi, rồi có cái tâm giải thoát đi, quý vị vừa hết gạo sẽ có người đem gạo đến liền, quý vị cần cái gì sẽ có người đem lại đưa cho quý vị liền. Vì sao? Thằng hộ pháp hộ trì cho quý vị. Tại vì dù nơi này có một mình nhưng mà thật sự có tâm tu. Thí dụ như cái nơi mà bây giờ quý vị coi, mình chỉ tìm cái cuộc sống cá nhân thôi mà mình không lo tu gì, quý vị kiếm cũng khó khăn lắm á, kiếm cũng rất là khó khăn. Có nghĩa là mình tìm kiếm mọi mặt để đem về lo cho cá nhân mình, tích trữ cho cá nhân mình. Nếu mình là người tu vậy là ác đó quý vị. Vì trong đạo Phật chúng ta phải có một cái gì đó để chúng ta đem chia sẻ cho người khác để người ta được lợi ích. Còn bây giờ mình được xuất gia tu hành mà chỉ có biết lo cho cá nhân mình thôi, cái tâm này mình cũng hơi ác rồi đó quý vị à. Nhớ kỹ. Mà còn nếu vì cá nhân mình mà đi hại người ta, đây gọi là đại ác. Nên mỗi một người học Phật mình suy nghĩ chỗ này là cái quan trọng nhất nè. Cái quan trọng nhất là ngay chỗ này nè. Thí dụ như bây giờ nhiều người ở trong chùa mình đi, mình tiếp nhận Phật pháp đi, cả gia đình dòng họ mình đi đến đây tu, quý vị thấy không, cái việc làm này cũng là đặc biệt rồi đó. Thí dụ như giờ Nhuận Chí ở đây tu đi, mẹ Nhuận Chí đến đây, rồi giờ quê hương Nhuận Chí đến đây, rồi từ ở Lạng Sơn mà đi đến đây mà mấy chục người. Hồi sáng có làm công đoạn ký sự, nếu ngày mai có bắt cho chúng coi, những đứa cũng phiên niệm Phật không á mà, cũng phiên niệm Phật á. Nó bây giờ một mình Nhuận Chí ở đây mà bây giờ gia đình, rồi từ từ mai mốt rồi ba vô tu nó bây giờ á, rồi chòm sớm bạn bè của mẹ vô tu,
Đó là cái điều mà những đức thấy rất là quý. Nên bản thân của mỗi một con người mình thấy được như vậy, mình thấy mình cảm ơn Phật Pháp. Nên mình phải nhiệt tình mình làm một cái gì đó trong Phật Pháp, cực lực hết mình hộ trì Tam Bảo. Cái tâm như vậy đó, nó sanh duyên phước lớn dữ lắm, sanh duyên phước rất là lớn. Nhưng nhớ kỹ nghe quý vị, người thân mình học Phật, bản thân của mình đi đến chùa mình được tiếp nhận Phật Pháp, cái nương tựa mà bình an nhất của chúng ta mà cả đời sẽ không bao giờ bị thối tâm, đó là tin Phật. Tin Phật, nhớ nghe, vì phải tin Phật, vì tin lời dạy của Phật, nó gọi là y pháp bắt y nhân đó quý vị. Y pháp là y vào cái giáo pháp của Phật dạy. Còn có người thì họ đủ cách để nói chứ. Bây giờ Đức Phật dạy mình thờ mặc pháp niệm Phật thành tựu, chúng ta y lời Phật dạy, chúng ta cứ chân thật niệm Phật và tin Phật đi. Thí dụ như bây giờ mình có người thân đi đến chùa tu, họ ở trong chùa, mình đi đến chùa, mình thăm người thân, mình gặp Phật Pháp, mình tiếp nhận Phật Pháp, mình nghe Pháp, mình áp dụng, mình tu. Dù sao này người thân mình họ không tu, bản thân mình cũng đi đến chùa tu. Vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhớ nghe. Nhưng Đức thấy có một số người họ bị thất bại đó. Lúc người thân họ ở chùa thì họ đi đến chùa. Khi họ người thân của họ bị thối tâm không tu nữa, họ nghĩ đi đến chùa. Bậy quá. Người ta thối tâm, người ta không tu, mình phải có một con đường của mình chứ. Mình tu là vì cái chuyện giải thoát của mình, đâu phải vì ai đâu quý vị. Hoặc là họ nói rằng bây giờ họ ngại quá, người thân họ tu trong chùa mà giờ nghỉ tu, họ đến chùa họ ngại quá. Bậy, cái này bậy nữa rồi đó. Làm gì ngại? Cái chuyện ai tu không tu thì thôi, còn mình tu chứ mình đi đến chùa bình thường, gì đâu mà ngại. Nên mình tu hành, mình nghe đạo, mình phải có một phương hướng cho thật là rõ ràng. Vậy thì con đường tu quý vị đặc biệt dữ lắm. Còn nếu như quý vị không có một phương hướng rõ ràng bị rớt á, nó lạ tay lắm. Ví dụ như người thân mình đi trong chùa đi, mình đến chùa mình tu đông y. Mà nếu mình không kiên định tâm, không tín nguyện với Phật á nghe, mà lỡ họ có cái gì là mình bỏ cả đám hết trơn luôn đó, bỏ sạch luôn đó. Mình nói một câu vậy nè: chàng ơi, họ tu lâu vậy mà họ còn rớt, không chi cỡ mình mà làm sao mình đậu. Bậy. Đâu phải nói tu lâu tu mau gì quý vị, quan trọng là quý vị có hướng một con mục tiêu hay không. Có những người người ta ở trong chùa lâu, người ta tu lâu nhưng mà người ta chưa hướng mục tiêu. Còn mình mới tu, mình có hướng mục tiêu hơn người ta, vì nó mới đặc biệt chứ. Ví dụ như bây giờ mình thấy có những người, người ta thời gian người ta ở trong đạo rất là lâu, nhưng mà thời gian ở trong đạo người ta làm cái gì? Ví dụ như trong đạo người ta, ví dụ như bây giờ người ta đi kiếm cuộc sống cho cá nhân người ta, hoặc là người ta chỉ biết người ta thôi, không biết ai. Thì dù ở trong đạo có lâu thiệt lâu thì nó vẫn nuôi cái tâm ích kỷ, và cái tâm ác của họ càng lớn lên thêm. Còn mình mới vào đạo nhưng mà mình được nghe giáo dục, mình nghe giảng đạo, mình phương hướng giải thoát, mình có mục tiêu. Dù là mình mới vô đạo một năm, vẫn hơn người ở trong đạo 50 năm. Vẫn hơn họ 50 năm đó. Thấy không? Nên mục tiêu mình đi tu tập, mình phải có phương hướng cho thật là rõ ràng. Nên những đức nói rằng cái cấm kỵ nhất là chúng ta làm ác á, cái này mới là cấm quan trọng. Đó. Cái tâm an lạc đó vị cho thấy hạnh phúc dữ lắm nghe. Thôi chúc vị an lạc vị ơi. Ai với đào bà, chúng ta quyết tâm về cực lạc vị ơi. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.